khác nhỉ. Mà tay lái yếu phát là chịu khó đấy. Sao ô tô được đỗ ở đây à? Được. Thế á? Ô, đây lòng đường mà. Đây đây, lòng đường đây. Đào với ông Phạm ấy. Một dãy kìa. Đây, mẹ lắm người thấy đỗ ngày thứ hai nhé. Thấy người ta đỗ được đấy. Công an nhìn cái biển số xe của ông có.